Chung cư Techco Elite City là một trong những dự án chung cư cao cấp nhất ở tại thành phố Thái Nguyên hiện nay. Đây là dự án do tổng công ty Techco làm chủ đầu tư với quy mô tổng thể dự án 6 tòa chung cư cao, 32 tầng nổi với 3 tầng hầm. Diện tích thiết kế đa dạng, tiện ích nội khu cao cấp, vị trí giao thông thuận tiện, chất lượng công trình đảm bảo. Chủ đầu tư dự án chung cư Techco Elite City, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, do tổng công ty Techco được thành lập năm 2001, có trụ sở chính ở số 65 phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua quá trình gần 20 năm hoạt động, hiện nay tổng công ty Techco có 7 chi nhánh trải dài cả nước, bao gồm Techco Sài Gòn, Techco Hà Nội, Techco Nghệ An, Techco Nha Trang, Techco Thanh Hóa, Techco Thái Nguyên, Techco Lào Cai và 13 đơn vị thành viên. Ngành nghề hoạt động chính công ty Techco đầu tư kinh doanh bất động sản, du lịch, khách sạn, nghỉ dưỡng, thiết kế và xây dựng công trình, đầu tư thủy điện và các loại dịch vụ vận tải. Thiết kế công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tín Minh, thi công công ty cổ phần Techco Hà Nội, quy mô dự án 6 tòa chung cư cao, 32 tầng nổi và 3 tầng hầm, diện tích tổng thể dự án 21.164m², diện tích xây dựng 8.197m², mật độ xây dựng 38%, thời gian thi công quý 4/2017, dự kiến bàn giao quý 3/2019. Dự án Techco Elite City có vị trí tại đường Quang Trung, khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Trước dự án là tuyến đường chính Quang Trung kết nối cư dân thành phố Thái Nguyên với các khu vực lân cận. Đặc biệt, dự án Techco Complex tọa lạc gần với đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, thuận tiện cho việc di chuyển đến các tỉnh khác như Lào Cai, Hà Nội, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Cư dân sống tại chung cư Techco Elite City Thái Nguyên được kết nối với những tiện ích xung quanh như trung tâm mua sắm Hoàng Gia Plaza, siêu thị Tôn Mùi, Đại học Y Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên và bệnh viện như Bệnh viện A, Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên, Bệnh viện Y học cổ truyền. Thiết kế căn hộ Techco Elite City, phường Thịnh Đán được thiết kế đa dạng với nhiều loại diện tích như từ 61m², 70m², 72m², 75m², 76m², 81m², tương ứng với mỗi loại diện tích là những căn hộ từ 2 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ. Những căn hộ tại dự án Techco Thịnh Đán được chủ đầu tư thiết kế theo phong cách Á Đông, hợp về phong thủy. Đặc biệt, mỗi căn hộ Techco được thiết kế có 2 ban công, điều này giúp cho không gian trong căn hộ luôn được tiếp xúc với ánh sáng thiên nhiên, không gian sống thoáng mát. Mặt bằng trên mỗi tầng có 12 căn hộ, tương ứng với đó là 5 thang máy chất lượng cao, đảm bảo cho việc di chuyển lên xuống chung cư được thuận tiện, thuận lợi, không bị gián đoạn. Tiện ích khu chất lượng cao, dự án chung cư Techco Elite City, trung tâm thương mại tiện ích mua sắm đa dạng. Tổ hợp trung tâm thương mại cao cấp của Techco Thái Nguyên sẽ mang lại cho khách hàng sự hài lòng nhất, sản phẩm chất lượng nhất, bể bơi vô cực. Hiện nay ở Thái Nguyên, đây là dự án chung cư cao cấp có bể bơi đầu tiên với phân khu chức năng hiện đại và tiện ích thời thượng như bể bơi người lớn, trẻ em, khu vực nghỉ ngơi, ngắm cảnh, khu tiểu cảnh và thảm thực vật xanh mát, rạp chiếu phim, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của cư dân Thái Nguyên nói chung và cư dân Techco Complex nói riêng. Chất lượng hình ảnh sống động, âm thanh chất lượng đa dạng, nội dung phim, phòng tập gym, chuỗi phòng tập gym, yoga của dự án chung cư Techco luôn đảm bảo về một không gian tập luyện lý tưởng, rộng rãi với các trang thiết bị hiện đại nhất, giúp cho bạn loại bỏ căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc hiệu quả. Phòng làm đẹp spa, làm đẹp, nghỉ ngơi, thư giãn là nhu cầu tất yếu của mỗi người. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn và nhiều lo toan khiến cho mọi người không có thời gian hiểu, chăm lo cho bản thân. Hiểu được điều đó của cư dân, chủ đầu tư chung cư Techco đã thiết kế phòng làm đẹp spa để phục vụ nhu cầu và mang đến cho cư dân sống ở đây một dịch vụ chăm sóc sắc đẹp tốt nhất.
Khu vui chơi trẻ em. Khu vui chơi trẻ em được tạo nên với mong muốn xây dựng một sân chơi lành mạnh và bổ ích, là nơi các bé được phát huy tối đa trí sáng tạo, cùng học hỏi giao lưu. Toàn bộ trang thiết bị được chọn lọc với tiêu chuẩn an toàn cao, xây dựng một môi trường phát triển tốt, giúp các bé tự tin phát huy tính sáng tạo, hòa đồng, thân thiện. Khu nhà hàng ẩm thực. Đến với nhà hàng ẩm thực của chung cư Techco, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm những tinh hoa của văn hóa ẩm thực cùng lối kiến trúc mang vẻ đẹp văn hóa Việt. Ấm cúng đan xen giữa những vật chất hiện đại, tạo nên sự độc đáo và phá cách. Cư dân cũng như du khách có thể lựa chọn những không gian phòng ăn riêng biệt phù hợp với sở thích và nhu cầu của mỗi khách hàng. Thank you.